với mấy bộ dàn xới rồi con. Đẹp đẹp không nha, K700, K850, K9, K1500, đầy đủ đồ chơi nha, K1500, ra 150 hai máy luôn, đủ đồ chơi nha, thấy không? Trong còn trắng là ít xài nữa không con, thấy không? Nước sơn còn nguyên, phải để lâu mưa nắng thôi. Hai cốc ben ít 24,5 luôn, K1500. Đuôi bánh đầy đủ, bánh là 600-16-14, ít 24. Không, lóc còn xanh nữa không? Tại bên chưa chùi rửa gì đâu, mấy này lên chùi ra đẹp đi nha. Lóc còn đẹp ghê không? Chưa sốc nước sơn lóc luôn kìa. Tại là để mưa nắng nó phải vậy thôi. Chứ còn bên trong là ok. K1500. K9, K850, K700. Cả đều là ca hết. Bộ này nhức nách rồi. Sống tươi, ốc ác rồi. Đã không? Đẹp cực kỳ không? Ốc ác 7 màu, máy còn chuẩn đẹp. Quá đẹp rồi. Con nào có nhu cầu luôn nha, 088-635-627. Đây, vàng xới CT601 hay là MG thứ 1 đó con, cốt lục giác giống mình kia luôn, không khác cái nào hết, chỉ khác cái tên thôi, tải nặng vàng máy nào thì tên vàng xới đó thôi, còn giống mình nhau thôi. Xin bìa luôn nha. Alo. Sao bên trong ra 85 gì không? Con đẹp hả? Con đẹp hả? 28 hả? Ga tắp lắm, mới quay đúng không? Hiện tại nằm bên nước công an anh. Đây. K850 850. Cái kim, mấy mấy kim à, mà con chạy tốc độ cao tiết kiệm dầu lắm. Cái này hầu như là mới, nước sơn nó chưa cháy luôn hả? Bô xài nhiều biết liền rồi. Mấy xe máy mấy dầu mới xăng được. Nhìn vô bô này nước sơn nó còn bóng, nó ít xài nè. Đúng không? Máy này như chưa xài nhiều đúng không con, thấy không? Cái này còn chưa mòn luôn nè, cái chỗ nó ngắn rồi nè, thấy không? Ngắn này còn nguyên vẹn luôn á. Phải để mưa nắng phải chịu. Thì con này cũng vậy nè. Con này thì chưa có dấu hiệu mòn, thấy không? Tại nó cạ vô sắt nè, nó mòn vậy thôi. Nhưng mà cái này chưa có dấu hiệu mòn, thấy không mà con, thấy không? Đó. Rất là nhẹ nhàng. Con này thôi quá, nó khỏi nói rồi. Đèn lái đèn lồ luôn. Ốc là có màu vàng, chỉ là còn màu vàng. Alo. Đúng rồi. Không chạy nước không mà thôi. Chừng 15-18 là chảy ngon. Mọi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088-635-677. Đang có về mấy bộ IC.